Tử vi tuổi Đinh Tị 1977 tháng 7 âm lịch. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, hầu hết những người tuổi Đinh Tị 1977 từ đầu năm đến giờ gặp phải không biết bao nhiêu điều không may. Mỗi người một số mệnh khác nhau, nhưng đa phần trong số họ đều gặp những chuyện kém may mắn, làm cho đôi khi họ tuyệt vọng vào cuộc sống và than trách số phận hờn nhiêu của mình. Nhưng quý vị biết không, trong tháng 7 âm lịch này, những người tuổi Đinh Tị lại là một trong những con giáp giàu có, bứt phá, gặt hái được thành công rực rỡ trong cuộc sống. Không quan tâm đến thời gian trước như thế nào, trong tháng này, may mắn ùn ùn kéo đến với họ, được thần tài chiếu cố, ban lộc trời cho. Những người nắm bắt được cơ hội sẽ trở thành đại gia trong tháng 7 âm lịch. Nhưng may mắn mà họ nhận được là quá lớn, ngoài sức tưởng tượng khiến cho chính họ cũng phải bất ngờ và cũng khiến cho biết bao nhiêu người khác ghen ghét, đố kỵ. Cuộc sống luôn là vậy, khi chúng ta lỡ xa cơ, lỡ vận thì ai cũng oán trách, nhưng khi có được thành công thì lại bị chỉ trích này nọ. Vậy nên làm cho gia chủ không khỏi bất an. Đặc biệt trong tháng cô hồn này được gọi là tháng của ma quỷ, thì tâm lý đó lại càng thêm nặng nề. Vậy nên quý vị có giàu đến đâu thì giàu cũng cần phải giữ gìn sức khỏe, tự tạo lực của cho mình một cuộc sống văn hóa, lành mạnh. Và tới đây cũng không ít người thắc mắc về tại sao tuổi Đinh Tị lại có được thành công lớn lao như vậy. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi video. Đầu tiên là phần tổng quan của gia chủ tuổi Đinh Tị trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Gia chủ tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 là người có khả năng giao tiếp giỏi, năng động, sôi nổi. Họ cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoa mỹ, có một gu thẩm mỹ tinh tế. Họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình, áp đặt điều đó cho người khác. Gia chủ tuổi Đinh Tị có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất. Những người sinh năm Đinh Tị thường được trời phú cho ý chí mạnh mẽ, trí tuệ thông minh, khả năng tính toán và một tầm nhìn xa trông rộng. Với đôi mắt sắc sảo, luôn tìm kiếm cơ hội giúp họ nhanh chóng tạo lập vị trí vững chắc trước khi ai đó kịp ngăn cản họ. Theo kênh Phong Thủy Gia Cát, những người tuổi Đinh Tị là người rất tinh ý, thông minh, có điều kiện thành các bậc trí giả, nhà kinh doanh đầy mưu kế. Bản thân họ cũng là người có năng khiếu về nghệ thuật. Người tuổi Đinh Tị là người có tính độc lập rất cao, ít khi chịu phụ thuộc vào người khác. Họ giao tiếp không rộng rãi, tính rất cẩn thận và thận trọng khi nghe và tin người khác bởi bản tính đa nghi của người tuổi Đinh Tị. Họ cũng là một người rất hài lòng với cuộc sống của mình, thích sự hài hước. Xem tử vi gia chủ tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 tháng 7 âm lịch năm 2021. Tháng này, vận trình sự nghiệp, công việc, tài lộc không được thuận lợi, như ý. Những người sinh năm 1977 cần cẩn trọng từng đường đi nước bước của mình. Bởi xung quanh có nhiều tiểu nhân, chỉ chờ mệnh chủ xa chân để chọc gậy bánh xe. Tài lộc tháng này kém nhiều, mức chi tiêu nhiều hơn thu. Mệnh chủ cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Đinh âm hỏa gặp bính dương hỏa nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với gia chủ tuổi Đinh Tị trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình nhà mình. Không những vậy, năm 2021 thái tuế là Sửu, để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang bên mình kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Đinh Tị sinh năm 1977. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên mệnh chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Đinh Tị trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Đinh Tị sẽ cần cẩn trọng đường công danh sự nghiệp,
nhất là các gia chủ đang theo đường quan vận, cần càng chú trọng hơn, cần để ý các mối quan hệ xung quanh, tránh những xung đột, mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận của mình. Tử vi tuổi Đinh Tỵ 2021 cho thấy tháng này xét về vận trình công danh sự nghiệp, bản mệnh vẫn chưa tìm được hướng đột phá cho mình. Mệnh chủ vẫn đều đều với những công việc thường ngày, nửa hài lòng với cuộc sống hiện tại, nửa muốn thay đổi nhưng còn sợ hãi, thất bại. Tuy nhiên, tháng này là cơ hội tốt để mệnh chủ học tập, trau dồi kiến thức cho bản thân. Mệnh chủ sẽ cảm thấy ngạc nhiên về sự thay đổi rõ rệt, thái độ của bản thân với việc học cao lên. Nhưng đó đều là kết quả tất yếu của cả một quá trình chăm chỉ trước đó. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với mệnh chủ, từ đó tài lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với nhiều người. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại dễ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc không cao. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện mệnh chủ không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Bản mệnh thiếu sự chỉn chu trong khi làm việc nên khó mà có được thu nhập ổn định, thậm chí còn có khi bị thiệt hại thêm vì phải bù đắp cho những sai lầm mà mình gây ra. Nhất là những người làm kinh doanh ở thời điểm này không thực sự có tinh thần làm việc, thiếu sự tìm tòi sáng tạo mà cứ mãi đi vào lối mòn, nên khó mà có được doanh thu như mong muốn, tiền bạc có phần hạn hẹp hơn nhiều. Vì vậy, để kích vượng vận tài lộc, mệnh chủ hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn, kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiếu tài lộc cho mệnh chủ. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình, mệnh chủ sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng 7 âm lịch, may mắn khá tốt cho tình yêu và mối quan hệ. Mệnh chủ có thể chuẩn bị trước nếu muốn bắt đầu một mối quan hệ hoặc kết hôn. Những ngôi sao tốt lành sẽ giúp mệnh chủ mang lại kết quả tốt trong tình yêu. Nhưng đôi khi, mệnh chủ có thể xung đột với đối tác của mình về những vấn đề tầm thường. Nếu là một người phụ nữ đã có chồng, bản mệnh có thể đấu tranh giữa một mối quan hệ không chung thủy và cuộc sống gia đình, có thể dễ dàng đi sai đường. Do đó, phải suy nghĩ rõ ràng trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, từng tháng âm lịch năm 2021 cho biết rằng có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ trong gia đình mệnh chủ. Mệnh chủ thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Tuy nhiên trong tình huống này, bản mệnh trở nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần, mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Đồng thời, mệnh chủ nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình vợ, chồng mình để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ, hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Chính vì vậy, Thầy Gia Cát khuyên trong thời gian này, gia chủ tuổi Đinh Tỵ hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải, tăng cường các mối quan hệ xung quanh, từ đó sẽ giúp cho gia đạo êm ấm, hạnh phúc. Đồng thời vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an, trường thọ cho mệnh chủ. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng 7 âm lịch, gia chủ tuổi Đinh Tỵ có sức khỏe tốt. Tuy nhiên, mệnh chủ có thể mắc một số bệnh tiềm ẩn thường tái phát. Mệnh chủ sẽ phục hồi nhanh chóng, miễn điều trị kiên trì, cẩn thận hơn trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù có khả năng chữa khỏi những căn bệnh tiềm ẩn này, mệnh chủ vẫn cần để mắt đến việc ngăn ngừa cảm lạnh và các vấn đề nhỏ khác. Hãy duy trì lối sống lành mạnh, suy nghĩ tích cực, mọi thứ rồi sẽ tốt dần. Hãy đến gặp bác sĩ ngay khi mệnh chủ thấy bất ổn.
nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Gia chủ tuổi Đinh Tị 1977 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kịch tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của mệnh chủ, Đinh Tị. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch để gia chủ tuổi Đinh Tị có thể nắm rõ, tránh những trường hợp không may xảy ra. Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7. Từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 dương lịch, tháng Bình Thân, Nạp Âm, Sơn Hạ Hỏa, tháng Thân Lục Hợp Tỵ, Tam Hợp Tý, Thìn Thành Thủy Cục, Xung Dần, Hình Dần, Hình Hợi, Hại Hợi, Phá Tỵ, Tuyệt Mão. Đối với những người tuổi Đinh Tỵ trong tháng 7 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch 12 tháng 7, tức ngày 19 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Kỷ Hợi. Thứ hai, ngày âm lịch 24 tháng 7, tức ngày 31 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Tân Hợi. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Đinh Tị. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý. Cẩn thận, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kết công danh tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Đinh Tị tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình mệnh chủ đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện. Thứ nhất, ngày âm lịch 9 tháng 7, tức ngày 16 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Bình Thân, Nạp Âm, Sơn Hạ Hỏa. Thứ hai, ngày âm lịch 21 tháng 7, tức ngày 28 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Mậu Thân, Nạp Âm, Đại Dịch Thổ. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong thủy Gia Cát đã chia sẻ tiện trình tử vi của gia chủ tuổi Đinh Tị trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.